Xin chào các em. Tuần trước chúng ta đã học cái phần đầu của chương không gian vector. Chúng ta nói về cái khái niệm không gian vector. Nói đến không gian vector là chúng ta nói đến bốn yếu tố. Thứ nhất là tập hợp V. Thứ hai là cái trường số K. Thì trường số K ở đây á, hoặc là trường số thực R hoặc là trường số phức C. Ta có cái không gian vector là V, K và hai phép toán trên không gian này là phép toán cộng và phép toán nhân. Hai phép toán này phải thỏa mãn 8 điều kiện, trong đó có 4 điều kiện của phép toán cộng. Đó là phép toán cộng thì nó phải có tính giao hoán, tính kết hợp, nó tồn tại phần tử không trong V, tồn tại phần tử đối. Phép toán nhân thì chúng ta có là 1 nhân x thì nó bằng x. Rồi phép toán nhân thì nó có tính kết hợp, phép nhân phân phối đối phép cộng. Chúng ta đã học như vậy. Và chúng ta có nói đến một cái số không gian vector đặc biệt. Ví dụ như là không gian RN, không gian CNR và CNC. Nó đặc biệt là bởi vì thế này. Khi nói đến không gian vector RN đó, thì thứ nhất là tập hợp V ở đây á, là RN, tức là tập hợp tất cả những cái bộ số thực gồm có N thành phần. Và khi mà không nói gì hết, chúng ta ngầm hiểu rằng trường K ở đây là trường số thực. Và mình phải nhớ luôn, mặc định luôn rằng là hai phép toán cộng và nhân trên trường, trên phép toán, trên cái tập hợp V này đó, thì phép cộng ở đây á, là cộng các cái thành phần tương ứng với nhau. Và khi nhân một số với lại một cái vector trong RN thì ta nhân cái số đó với tất cả các cái thành phần của cái vector x. Trong không gian CN R, tức là K là R, còn cái V là CN, hay là trong không gian vector CNC, tức là V là CN còn K là C, thì hai phép toán cũng được định nghĩa tương tự. Và chúng ta mặc định như vậy, ta phải nhớ luôn, người ta sẽ không nhắc lại. Và tuần trước chúng ta cũng có nói về tổ hợp tuyến tính của một cái vector, của hệ vector. Hôm nay chúng ta sẽ học một số khái niệm mới. Chúng ta bắt đầu buổi học. Hôm nay chúng ta bắt đầu bởi cái đơn vị kiến thức là độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính. Chúng ta xem cái định nghĩa. Cho không gian vector V trên trường K, các vector x1, x2, xn gọi là độc lập tuyến tính nếu như mình có một cái đẳng thức là t1 x1 cộng t2 x2 cộng vân vân cộng tn xn bằng vector 0. Nhắc lại các em là cái số t1, t2, tn là lấy trên trường K, còn cái x1, x2, vân vân, xn là lấy trong tập hợp V. Phần tử 0 là phần tử trên V. Nếu như có cái đẳng thức thế này thì suy ra tất cả các cái ti, tức là t1, t2, vân vân, tn đều bằng 0, thì ta bảo các vector này là độc lập tuyến tính. Còn phụ thuộc tuyến tính là sao? Thì khi một hệ vector mà không độc lập tuyến tính thì ta nói nó phụ thuộc tuyến tính. Như vậy thì đối chiếu với cái định nghĩa độc lập tuyến tính á, mình diễn giải cho nó chi tiết hơn một tí xíu. Thì một cái hệ vector được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu như mình có cái đẳng thức t1 x1 cộng t2 x2 cộng vân vân cộng tn xn bằng 0, bằng vector 0. Nhưng mà không phải tất cả các ti đều bằng 0, mà có thể tồn tại một cái ti ở đó khác không mà vẫn thỏa mãn được cái đẳng thức này nè, thì cái hệ đó gọi là phụ thuộc tuyến tính. Vừa rồi ta nói như vậy tức là ta đã dùng cái phủ định của một mệnh đề. Phủ định của tất cả ti bằng 0 là tồn tại ít nhất một ti khác không thỏa đẳng thức này. Bây giờ để hiểu rõ hơn định nghĩa, xin mời các em xem ví dụ sau đây. Cho vector x tọa độ là 1 cộng y y. Y á, hai thành phần của nó là -1 cộng y với -1. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là x và y này là hai vector lấy trong cái C2. C2 tức là tập hợp các số phức gồm có hai thành phần. Chứng minh rằng là hai vector xy này độc lập tuyến tính
trên C2R. Nhưng mà XY thì lại phụ thuộc tuyến tính trên C2C. Bây giờ để cho các em mà hiểu rõ hơn cái lời giải đó, thì đầu tiên chúng ta phải phân biệt cái C2R với C2C nó khác nhau cái chỗ nào. Thì C2R có nghĩa là không gian vectơ của mình á, tập hợp V là C2, tức là cũng có hai thành phần, mỗi thành phần là một số phức. Nhưng mà cái trường số K đó là trường R trong trường hợp câu A. Còn trong câu B á, thì trường K là trường số phức, có nghĩa là các con số mình đem nhân với các vectơ đó là những số phức. Còn trên này các con số mà nhân vectơ trong câu A đó là những con số thật. Bây giờ muốn chứng minh rằng XY độc lập tuyến tính hay là phụ thuộc tuyến tính thì chúng ta bắt đầu từ một cái đẳng thức, đó là T1X cộng T2Y bằng vectơ 0. Vectơ 0 này là vectơ trên cái C2. Chúng ta làm phần đầu tiên chung cho cả hai câu AB. Nếu như ta suy ra được rằng là T1 và T2 đều là số 0 thì lúc đó X và Y độc lập tuyến tính. Còn nếu tồn tại ít nhất một cái T1 hoặc cái T2 nào đó mà nó khác không, mà vẫn thỏa mãn cái đẳng thức này nè, thì ta bảo XY là phụ thuộc tuyến tính. Bây giờ chúng ta lấy T1 chúng ta nhân với X. Thế hồi nãy đầu buổi học có nhắc lại với các em đó, khi mình nhân một số với một vector trên cái không gian vector C2 thì chúng ta mặc định hiểu rằng là lấy số đó nhân với tất cả các thành phần trong vector X. Tức là lấy T1 nhân với 1 cộng Y, rồi lấy T1 này nè nhân với Y. Vậy thì thành phần đầu tiên của cái T1X đó là T1 cộng YT1. Các em xem nhé, lấy T1 nhân đây nè. T1 nhân với 1 là T1, rồi T1 nhân với Y tức là YT1. Thành phần thứ hai là lấy T1 nhân với lại nhân với Y, tức là ta có YT1 cộng với. Tương tự như vậy, khi em nhân T2 với Y thì em nhân T2 này với tất cả hai thành phần của Y. Vậy thì có phải là chúng ta được như thế này không này? Nhân T2 vô đây thì ra trừ T2 cộng YT2 ở thành phần thứ nhất. Đây trừ T2 cộng YT2. Rồi lấy T2 nhân với thành phần thứ hai trong vector Y, tức là lấy T2 nhân với trừ 1. Chỗ này ta được trừ T2 bằng vector 0 trong C2, đó là vector 0, 0. Cái này chúng ta biết rồi. Rồi đến đây thì chúng ta tiến hành việc cộng hai vector. Thì như đầu giờ đã nói là khi cộng hai vector trong cái không gian C2 thì chúng ta sẽ cộng các cái thành phần tương ứng của nó với nhau. Lấy thành phần thứ nhất cộng thành phần thứ nhất, lấy thành phần thứ hai cộng thành phần thứ hai. Như vậy thì em được gì nè? Thành phần thứ nhất chúng ta có nè T1 trừ T2 đây. Rồi trên này có YT1 cộng YT2, đặt Y nhân tử chung ta được là Y lần T1 cộng T2. Đó là thành phần thứ nhất. Thành phần thứ hai là lấy YT1 trừ Y trừ T2, đây là thành phần thứ hai. Và nó bằng vector 0 là 0 0. Và chúng ta có là hai vector bằng nhau thì các cái thành phần tương ứng của nó bằng nhau. Như vậy chúng ta có nè một cái hệ T1 trừ T2 cộng Y lần T1 cộng T2, đó là thành phần thứ nhất của vector bên trái đó, nó bằng 0. Và thành phần thứ hai của vector bên trái là trừ T2 cộng YT1, nó phải bằng thành phần thứ hai của vector bên phải là số 0. Như vậy chúng ta được một cái hệ sau. Cái phần này chúng ta làm chung cho cả hai câu AB. Thế bây giờ đó chúng ta sẽ phân định từng câu. Trong câu A đó thì người ta cho không gian vector V của mình là không gian C2 trên trường số thực. Có nghĩa là sao này? Có nghĩa là bây giờ cái số mà đem nhân á T1 T2 là thuộc R, tức là số thực. Còn trong câu B cái số đem nhân là T1 T2 nó thuộc C, tại vì nó là C2C mà, thì lúc đó nó là số phức. Chúng ta thử xem như vậy thì nó có khác nhau điểm nào không nghe. Như vậy trong C2R thì em có nè, vì T1 và T2 là những con số thật cho nên em thấy rằng là cái đẳng thức đầu tiên này nó chỉ đúng khi nào mà T1 trừ T2 bằng 0 và T1 cộng T2 bằng 0. Có đúng vậy không? Ta có T1 trừ T2 bằng 0 và T1 cộng T2 cũng phải bằng 0 luôn.
Cái đẳng thức thứ hai này nè, có phải là bên đây là số phức, bên đây là số thực bằng không nè, thì muốn hai cái này nó bằng nhau thì chúng ta phải có cái gì? Trừ T2 bằng 0 và T1 bằng 0. Đây em có trừ T2 bằng 0, T1 bằng 0. Các em nhớ là T1 và T2 đang thuộc R. Thế giải cái hệ này thì dễ thôi, T1 bằng 0 rồi nè. Trừ T2 bằng 0, suy ra T2 bằng 0. Mà T1 bằng 0, T2 bằng 0 thì nó thỏa hai phương trình ở trên. À, như vậy chúng ta thấy rằng là hệ này tương đương với T1 bằng 0, T2 bằng 0. Vậy là sao? Vậy là vừa rồi mình lấy T1 nhân x cộng với T2 nhân y bằng vector 0. Thì chúng ta suy ra rằng T1 phải bằng 0 và T2 bằng 0. Mà nếu như vậy thì theo định nghĩa của sự độc lập tuyến tính thì x và y được gọi là độc lập tuyến tính. À, ta có x, y độc lập tuyến tính. Như vậy ta vừa chứng minh là x và y độc lập tuyến tính trong cái không gian C2 R. Câu A được chứng minh xong. Trong câu B thì họ lại yêu cầu mình chứng minh rằng là x và y đó, hai vector ban đầu đó, nó lại phụ thuộc tuyến tính trong cái C2C. Thế bây giờ mình cũng có đến cái đẳng thức sau này, có đến cái hệ sau này đây. Thế muốn chứng minh rằng x và y nó phụ thuộc tuyến tính trong cái C2C này đó, thì bây giờ chúng ta phải chứng minh rằng hồi nãy mình có T1x cộng T2y bằng vector 0, nhưng T1 và T2 không đồng thời bằng 0. Mình chỉ cho họ thấy rằng là có ít nhất cái T1 hoặc T2 nào đó khác không mà vẫn thỏa mãn cái đẳng thức ban đầu là T1x cộng T2y bằng 0, thì ta bảo xy phụ thuộc tuyến tính trong cái C2C. Các em xem này nha. Bây giờ đó, xin nhấn mạnh lại là bây giờ chúng ta có T1 và T2 thuộc thuộc C, có nghĩa là T1, T2 bây giờ là số phức. Hồi nãy câu A thì T1, T2 là số thực. Bây giờ T1, T2 là số phức. À, trường K bây giờ là trường C. Mà nếu là số phức á, thì em thấy rằng là từ cái hệ sau này nè, chúng ta không nhất thiết phải có T1 bằng 0 và T2 bằng 0 đâu. Ví dụ thế này đây. Em thấy từ đẳng thức thứ hai này. Nếu mình cho T1 là 1, T2 là y, y là số phức, thì mình có đây là trừ y, đây là cộng y, đó cũng phải bằng 0. À, mà nếu mình cho như vậy mà nó cũng thỏa luôn đẳng thức ban đầu, tức là cái T1, T2 mình chọn nó thỏa đẳng thức sao mà nó khác không? Vậy kết luận là xy phụ thuộc tuyến tính. Chúng ta thử xem nha. Đây, chọn T1 là 1, T2 là y. Chọn như vậy ta thế thử vào cái hệ sau coi nó có thỏa mãn hay không. T1 là 1, T2 là y, ta được 1 trừ y. Các em thấy cho này là 1 trừ y nè. À, T1 mình chọn là 1, T2 là y, đây mình có 1 cộng y đây. Ở dưới thì sao? T2 là trừ y. T1 là 1 nhân y là y. Thì trừ y cộng y bằng 0 đúng nè. Ở đây là y nhân 1 là y trừ y mất, đúng chưa? Rồi y này là nhân y này là y bình phương. Mà em nhớ là trong số phức mình học làm sao là hồi lớp 12 mình học là y bình phương thì bằng trừ 1 cộng 1 này bằng 0. Như vậy rõ ràng ta chọn T1 là 1, T2 là y, thì đẳng thức T1x cộng T2y bằng vector 0 được thỏa mãn. Nhưng mà T1 và T2 của mình nó đâu có đồng thời bằng 0 đâu. Như vậy thì mình kết luận rằng là sao được thỏa mãn. Vậy thì x và y phụ thuộc tuyến tính trong cái C2C. Như vậy các em thấy là qua cái ví dụ này nè, thì rõ ràng là một cái hệ vector đó trên cùng một cái tập hợp V nhưng mà thay đổi cái trường số. Ví dụ trong câu A là trường số thực, câu B trường số phức, thì cái hệ đó nó thay đổi tính chất đó. Trong câu A nó là độc lập tuyến tính, nhưng trong câu B nó phụ thuộc tuyến tính. Các em phải lưu ý khi nói đến một cái không gian vector đó là phải để ý nói đến bốn điều. Nói đến cái thứ nhất đó là tập hợp V, nói đến cái thứ hai là cái trường số K mình đang đề cập đến là trường nào, số thực hay số phức, rồi phép toán cộng, phép toán nhân mà được xây dựng trên cái tập hợp V đó nó được định nghĩa như thế nào. Để hiểu rõ hơn, xin mời các em xem ví dụ số 2. Trong không gian vector V cho x, y, z độc lập tuyến tính, là cái hệ này độc lập tuyến tính,
Tìm M để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính. Họ cho mình 3 vector. Vector U là x cộng y trừ 2z. Vector V là x cộng 3y trừ z. Vector V kép là y cộng mz. Thế trong cái V kép này nó có cái tham số M. Họ yêu cầu mình tìm M để cho UV và cái V kép này nó phụ thuộc tuyến tính. Thế bây giờ muốn chứng minh nó phụ thuộc tuyến tính thì chúng ta bắt đầu cái gì đây? Làm đúng như định nghĩa các em. Mình lấy T1U cộng T2I cộng với T3 V kép bằng vector 0. Xin lỗi, chữ Y đây là chữ V đấy. Để nhầm. Thế bây giờ từ cái đẳng thức này nè, nếu như mà mình chứng minh được rằng là tồn tại ít nhất một cái T1, T2, T3 nào đó nó khác không mà thỏa đẳng thức này, thì ta nói rằng U, Y với lại V kép này nó phụ thuộc tuyến tính. Thế bây giờ chúng ta khai triển nó ra. Thế T1U thì bằng cái gì? Thì lấy một cái số nhân với lại cái tổng này thì ta có phép nhân nó phân phối phép cộng. Tại vì mình đó là cái tính chất ở trên không gian vector V. Như vậy chúng ta sẽ được như thế này đây. Lấy T1U tức là lấy T1 nhân x cộng T1 nhân y và trừ 2 lần T1 nhân z. Đó là cái đầu tiên. Chúng ta đem cộng với lấy T2 nhân y tức là lấy T2 nhân với x nè, là T2x nè. Lấy T2 nhân với 3y nhân phân phối vô 3 lần T2y. Lấy T2 nhân với trừ z, ta được chỗ này là trừ T2z. Cộng với tiếp tục lấy T3 nhân với lại cái vector V kép này, ta nhân phân phối vào ta được là T3y cộng M T3z. Đó. Và bên tay phải chúng ta là vector 0. Rồi do là phép nhân thì nó phân phối đối phép cộng cho nên là mình có việc đặt nhân tử chung. Như vậy các em thấy nè, ở đây mình có T1x nè, có T2x. Vậy mình đặt x nhân tử chung thì mình có T1 cộng T2. Đối với y thì chỗ này mình có T1y nè, cho nên mình có 3T2y. Ở đây có T3y. Ta tiếp tục đặt y làm nhân tử chung. Ta được trong này là T1, T1 đây cộng 3T2 cộng T3. Rồi đến chữ z. Đặt z nhân tử chung, có phải chỗ này là trừ 2T1 này, chỗ này là trừ T2, chỗ này là MT3. Rồi, bằng vector 0. Thế đến đây rồi, thì chúng ta sẽ làm như thế nào nào? Chúng ta sẽ khai triển cái giả thiết họ cho là x, y, z độc lập tuyến tính trong cái không gian vector V. Thế vì x, y, z độc lập tuyến tính, cho nên nếu như mình có đẳng thức này, thì theo định nghĩa của cái hệ độc lập tuyến tính, ta phải suy ra là cái T1 cộng T2 bằng 0, rồi T1 cộng 3T2 cộng T3 bằng 0, rồi trừ 2T1 trừ T2 cộng MT3 cũng phải bằng 0. Đó, chúng ta có cái hệ như sau. Đây là cái hệ sau. Từ cái hệ này nè, như hồi nãy nói là muốn chứng minh rằng muốn cho ba cái vector U, Y với lại V kép này phụ thuộc tuyến tính thì chúng ta phải chỉ ra được rằng là có cái giá trị nào đó của M mà làm cho cái hệ này nè giải nó ra, nó có một cái TI nào đó khác không. Nếu tồn tại một cái TI khác không mà thỏa mãn cái đẳng thức này nè, thì lúc đó mà ta bảo rằng là ba cái vector mới đó U, Y và cái V kép này phụ thuộc tuyến tính. Chúng ta xem cái hệ này đây. Cái hệ này là hệ gì các em biết không? Trong cái chương 1 mình học thì mình nhìn mình thấy là hệ này là một cái hệ tuyến tính thuần nhất, bởi vì vế phải của nó toàn là số 0. Mà hệ tuyến tính thuần nhất này nè, bây giờ mình muốn nó có nghiệm khác không, tức là có nghiệm không tầm thường. Em biết là một cái hệ tuyến tính thuần nhất thì bao giờ cũng có ít nhất một nghiệm tầm thường, tức là các cái TI nó bằng không. Bởi vì nếu em cho T1 bằng 0, T2 bằng 0, T3 bằng 0 thì lúc nào nó cũng thỏa mãn cái hệ sau này. Nhưng ở đây mình muốn rằng là ba cái vector U, Y và cái V kép phụ thuộc tuyến tính, tức là mình cần là phải có ít nhất một cái T1 hoặc T2, T3 nào đó khác không. Như vậy là mình muốn hệ này có nghiệm không tầm thường. Nhưng ta biết rằng là cái hệ tuyến tính thuần nhất cũng có ba phương trình ba ẩn mà muốn có nghiệm không tầm thường thì sao em biết không? Thì mình cần là cái hệ này không phải là có nghiệm duy nhất. Có nghiệm duy nhất thì D của nó khác không,
Bây giờ muốn có nghiệm mà không tầm thường, tức là cái hệ không có nghiệm duy nhất, tức là có vô số nghiệm đó, thì mình cần D của nó bằng 0. D ở đây là cái ma trận hệ số. Tôi lập luận rằng là UV và V kép phụ thuộc tuyến tính khi mà cái hệ sau này có nghiệm không tầm thường. Vậy theo kiến thức của cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì ta có D cần bằng 0. D ở đây là gì? Đây là định thức của ma trận hệ số. Cái dòng đầu tiên của nó là các cái hệ số này, của T1, T2, T3. Ở đây là 1, 1, 0. 1 là hệ số của T1. Cái 1 thứ hai này là hệ số của T2. Còn 0 tức là 0, T3 đó. Dòng thứ hai có phải là 1, 3, 1 không? Dòng thứ ba là trừ 2, trừ 1 và M. Ta muốn cái định thức này nó bằng 0. Thế định thức này là một định thức cấp 3. Các em thấy như tôi có giới thiệu trong cái phần học cái chương số 1 đó, là trong các cái chương sau á, chương 2, chương 3 mình sẽ gặp rất là nhiều những cái kiến thức mà mình đã học trong cái chương đầu tiên. Chương đầu tiên rất là cơ bản. Thì trong cái chương đầu tiên, chương số 1 mình đã học cách tính định thức rồi. Định thức cấp 3 lại càng dễ nữa. Ta có thể tính nó bằng rất là nhiều cách, khai triển theo dòng, khai triển theo cột, hoặc là dùng Sarius chẳng hạn. Thì ở đây để khỏi mất thời gian, tôi tính sẵn luôn. Cái định thức này em dễ dàng ha. Tính lại nó bằng là 2m trừ 2. Vậy tôi muốn định thức này bằng 0, có nghĩa là tôi muốn 2m trừ 2 bằng 0. Ta được là m bằng 1. Như vậy là khi m bằng 1 thì hệ ba vectơ U, Y và V kép nó sẽ phụ thuộc tuyến tính. Em thấy kịp không? Sau đây chúng ta xem xét những cái tính chất của cái hệ độc lập tuyến tính và hệ phụ thuộc tuyến tính. Tính chất thứ nhất nói rằng là nếu trong một hệ vector nó có một vector là tổ hợp tuyến tính của các vector khác thì hệ đó phụ thuộc tuyến tính. Trong này nó có cái từ là tổ hợp tuyến tính, mình đã học trong cái tuần trước. Một cái vector Y được gọi là tổ hợp tuyến tính của vector XZ chẳng hạn. Thì khi mà vector Y được diễn tả là T lần vector X cộng M lần vector Z. Thì khi trong một cái hệ vector, nếu có một vector nào đó là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại, thì người ta bảo rằng là cái hệ đó sẽ phụ thuộc tuyến tính. Thứ nhất, thứ hai là một hệ vector mà có chứa vector không, thì nhìn vô mà thấy có chứa vector không thì kết luận ngay hệ này phụ thuộc tuyến tính. Với tính chất này thì các em cần phải nhớ, bởi vì thế này sau này chúng ta sẽ có cái phần là ôn chương 2 bằng những bài tập trắc nghiệm giống như là mình đã làm trong chương 1. Thì khi mình thuộc tính chất thì mình mới giải quyết được nhanh những bài toán trắc nghiệm, bởi vì những bài toán trắc nghiệm thì đòi hỏi chúng ta phải giải quyết trong một thời gian rất là nhanh chóng. Là để em hiểu hơn hai cái tính chất này, tôi cho ví dụ này. Ta khẳng định được là các cái hệ sau đây phụ thuộc tuyến tính này. Hệ thứ nhất là hệ này gồm có 3 vector x x trừ 2y, x cộng 2y. Thế hệ này nè, tại sao nó phụ thuộc tuyến tính? Thì đương nhiên là em có thể dùng định nghĩa em làm, tức là em cho cái t x cộng với m và lần vector thứ hai là x trừ 2y, rồi cộng với k lần x cộng 2y bằng vector 0. Xong rồi em chỉ được rằng là nó tồn tại một trong những cái số thuộc trường trường k đó, nó khác không mà làm cho đẳng thức thỏa mãn, thì kết luận hệ này phụ thuộc tuyến tính cũng được. Nhưng ở đây chúng ta sẽ sử dụng tính chất để ta giải. Tôi dùng tính chất thứ nhất, tôi chỉ ra rằng là trong cái hệ này là có một vector, hệ này xin lưu ý là có 3 vector nha, một nè, đây là vector thứ hai, vector thứ ba. Tôi chỉ ra rằng là trong cái hệ này nó có một vector là tổ hợp tuyến tính của hai vector kia, thì tôi kết luận ngay M là hệ phụ thuộc tuyến tính. Thế ở đây em thấy rằng là dễ thấy nè, có thấy là x trừ 2y nè với x cộng 2y, nếu mình cộng lại là mất cái 2y đi không, nó còn là x cộng x là 2x đúng không nè, thì mình nhân 1 phần 2 vô thành x chứ gì. Như vậy ta có nè, em phụ thuộc tuyến tính là bởi vì ta có vector x, nó là tổ hợp tuyến tính của hai vector còn lại phía sau. Bởi vì x có thể diễn tả là 1 phần 2 lần x trừ 2y cộng 1 phần 2 lần x cộng 2y. Như vậy x là tổ hợp tuyến tính của hai vector còn lại. Mà trong một cái hệ có một vector là tổ hợp tuyến tính của các vector khác
thì theo tính chất thứ nhất là kết luận hệ M này phụ thuộc tuyến tính. Các em theo kịp không? Cái hệ N này gồm có 3 vector là vector 0, là vector x, vector y. Hệ này phụ thuộc tuyến tính. Cái này thì thấy rõ quá, bởi vì trong hệ này nó có vector 0. Mà tính chất thứ hai nói rằng là một hệ vector mà có chứa vector 0 thì hệ đó phụ thuộc tuyến tính. Chúng ta xem xét một số tính chất khác. Tính chất thứ ba, cho hệ M gồm có T lần vector, vector y1, vector y2, vector yt, và cho hệ N gồm có M vector được ký hiệu là x1, x2, vân vân, xm. Và ở đây cho thêm giả thiết rằng là T lớn hơn M. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái số vector trong cái hệ M nó nhiều hơn cái số vector trong cái hệ N này. Cho hai hệ vector Mn, trong đó cái hệ M có số vector nhiều hơn là số vector trong hệ N. Tính chất nói rằng là nếu mỗi vector trong cái hệ M này nè, nó là tổ hợp tuyến tính của các vector trong hệ N, tức là y1 là tổ hợp tuyến tính của các cái xy trong N, y2 cũng là tổ hợp tuyến tính của các vector xy này, tương tự như vậy yt cũng là tổ hợp tuyến tính của các vector x1, x2, xm trong cái N lớn này, thì khi đó người ta nói rằng là nếu mỗi vector như trong M mà là tổ hợp tuyến tính của các vector trong N mà lại có thêm là số vector trong M lớn hơn số vector trong N, thì ta kết luận là cái hệ M này, hệ ban đầu này, hệ trên này đây phụ thuộc tuyến tính. Và cái này người ta gọi là cái bổ đề cơ bản đó. Lấy ví dụ để mình hiểu rõ hơn cái tính chất số 3 nha. Chứng minh rằng là cái hệ M này nè, hệ này gồm có 3 vector, x trừ y là 1 nè, 2y là vector thứ 2, 3y trừ 5x là vector thứ 3. Chứng minh rằng cái hệ này là một cái hệ phụ thuộc tuyến tính. Chúng ta có nhiều cách để mà chứng minh cái điều này. Chúng ta có thể dùng định nghĩa, chúng ta có thể dùng các tính chất ở 1, 2, chúng ta có thể dùng tính chất số 3. Thì tôi thử trình bày một số cách cho em xem nè. Cách thứ nhất, tôi dùng tính chất số 3. Tôi xét cái hệ N gồm có 2 vector xy. Thì thứ nhất là tôi thấy rằng là M đó là có 3 vector. Thế tôi chọn một cái hệ N có số vector ít hơn M. 2 vector thôi, xy. Như vậy đã thỏa được cái điều kiện đầu tiên là T lớn hơn M. Rồi bây giờ nếu mà tôi diễn tả được đó là từng cái vector ở trong cái hệ M nó là tổ hợp tuyến tính của các vector trong cái hệ N này, thì theo tính chất số 3 tôi có quyền kết luận rằng M là một cái hệ vector phụ thuộc tuyến tính. Thế các em thấy x trừ y có phải là tổ hợp tuyến tính của x và y không? Thì rất là đơn giản, x trừ y chính là 1x cộng với trừ 1y. Đó. Khi ta viết như vậy là k lần vector này cộng M lần vector kia thì đó là tổ hợp tuyến tính đó. Đó. Còn 2y thì diễn tả như thế nào qua x và y? Thì 2y chính là 0x cộng 2y. Đó, như vậy là 2y cũng là tổ hợp tuyến tính của vector x với vector y. 3y trừ 5x. Thì 3y trừ 5x chính là trừ 5 nhân x cộng với 3 nhân y. Vậy thì 3y trừ 5x cũng là tổ hợp tuyến tính của x, y. À, như vậy là các vector trong cái hệ M là tổ hợp tuyến tính các vector trong hệ N. Lại có số vector của M lớn hơn số vector của N. Vậy theo tính chất 3, có kịp kết luận M phụ thuộc tuyến tính. À, chúng ta vừa sử dụng cái tính chất số 3 để giải quyết cái bài toán này. Chúng ta thử một cách khác. Cách thứ hai, đây là hệ M. Bây giờ chúng ta đặt U là x trừ y ha, V là 2y, đặt cho nó gọn lại. V kép là 3y trừ 5x. Thế bây giờ nếu tôi chứng minh được cái điều này, tôi chứng minh được là trong cái hệ này có một vector là tổ hợp tuyến tính của hai vector còn lại, thì theo cái tính chất số 1 mà chúng ta vừa học ở phía trên á, thì cũng có thể kết luận được là M phụ thuộc tuyến tính. Các em xem nè, cái vector V kép này nè, nó là vector 3y trừ 5x. Mình viết lại là trừ 5x cộng 3y cũng được, phải không nè? Tại vì người ta viết x trước y sau, cho nên mình đổi lại là trừ 5x cộng 3y.
Bây giờ mình tìm cách mình diễn tả cái này qua UVV. Thì em thấy là để diễn tả cái này qua UVV á, thì trong U á thì nó có x mà trong V thì nó không có x. Vậy muốn ra trừ 5x thì không có cách nào khác hơn là mình phải nhân trừ 5 cho U. Nhân trừ 5 cho U. Nhân trừ 5 cho U tức là nhân trừ 5 cho xy đó. Thì khi nhân như vậy nè thì em thấy mình được này, nhân vào nè, nhân phân phối vào mình có trừ 5x là giống cái này rồi, đây trừ 5x đây này. Thì nhân vào đây thì mình có được là cộng 5y, đúng chưa? Mà ở trên là có 3y à. Như vậy thì mình phải bớt đi trừ 2y. Đó. Nhưng mà x trừ y nó là gì? Nó là u. Còn 2y là gì? 2y là v. Như vậy có phải chỗ này nó là trừ 5u trừ v không? Mà nếu như mình viết được là v kép bằng trừ 5u trừ v thì ta nói là v kép này là tổ hợp tuyến tính của u với v. À, như vậy thì trong M mình có một vector là tổ hợp tuyến tính của hai vector còn lại. Thì theo tính chất số 1, ta nói M là hệ phụ thuộc tuyến tính. À, chúng ta sẽ có nhiều cách sử dụng định nghĩa, sử dụng các tính chất để chứng minh một cái hệ là độc lập tuyến tính hay là phụ thuộc tuyến tính. Cái chuyện này mình sẽ làm tới làm lui cho nó nhuần nhuyễn để sau này làm trắc nghiệm á, cho nó mau. Tùy cái đề bài họ cho, mình sẽ áp dụng cái cách làm thích hợp. Nhất thứ tư nói rằng là một hệ vector mà có chứa một cái hệ phụ thuộc tuyến tính, nó sẽ là một hệ phụ thuộc tuyến tính. Nói rõ hơn là thế này nè, ví dụ như em có cái hệ xy là một cái hệ phụ thuộc tuyến tính, thế thì bất kỳ cái hệ nào mà chứa nó thì hệ mới đó đó, hệ mà chứa nó đó cũng phải phụ thuộc tuyến tính. Ví dụ như thì là cái hệ này xyu là cái hệ mà chứa xy, nó phụ thuộc tuyến tính. Em có thể biết là xy rồi uz rồi vân vân, tất cả những cái hệ nào mà chứa cái hệ phụ thuộc tuyến tính thì đều là phụ thuộc tuyến tính. Tính chất thứ năm nói rằng là một tập con của một cái hệ vector độc lập tuyến tính là một hệ độc lập tuyến tính. Tức là cái hệ ban đầu nó rộng, nó độc lập tuyến tính thì cái hệ con của nó, tất cả những hệ con của nó đều độc lập tuyến tính. Đó là nội dung của tính chất số 5. Ví dụ thế này các em này. Ví dụ mình có cái hệ 4 vector x, y, u, v độc lập tuyến tính. Thì mình lấy một cái hệ con nào đó trong này thì hệ đó phải độc lập tuyến tính. Ví dụ như mình lấy cái hệ này chẳng hạn x, y, u, à, cái này là con của cái này. Thì nếu ở trên độc lập tuyến tính thì ở dưới này phải độc lập tuyến tính. À, đó là nội dung của tính chất số 5. Tính chất số 6 nói rằng đối với hệ vector trong RN, trong cái không gian vector RN, nếu chúng ta xếp chúng theo dòng hoặc theo cột thành một cái ma trận A, em có những cái vector trong RN, tức là mỗi vector nó gồm có cái bộ, cũng có nhiều con số, à, em xếp của nó, xếp theo dòng, từng dòng, từng dòng, từng dòng, hoặc xếp theo cột cũng được, xếp theo từng cột, thì nó thành một cái ma trận. Thì khi đó họ nói thế này nè, nếu mà cái hạng của cái ma trận A đó, cái ma trận mà liên kết với là cái hệ vector này đó, hạng của ma trận A mà nhỏ hơn số vector của hệ đó thì ta kết luận rằng là cái hệ mình đem xét đó nó phụ thuộc tuyến tính. Nếu RA nó bằng số vector của hệ thì ta nói rằng hệ độc lập tuyến tính. À, có cái trường hợp nào mà RA nó lớn hơn là số vector của hệ không em? À, hiển nhiên là không có, đúng chưa? Tại vì khi đó mình biết rằng là cái ma trận A của mình á, à, cái cấp của nó đó, một trong những cái chỉ số và cấp của nó là số vector của hệ. Mà ta biết là hạng của A thì nó phải nhỏ hơn các cái chỉ số đó, nhỏ bằng các chỉ số đó. Cho nên là không có cái chuyện RA lớn hơn số vector của hệ, chỉ có hai trường hợp này mà thôi. Nếu RA nhỏ hơn số vector thì hệ phụ thuộc tuyến tính. Nếu RA bằng số vector thì hệ độc lập tuyến tính. Thế đây là một cái phương pháp để xét một cái hệ độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính mà khá là hiệu quả đó. Và hiển nhiên là khi em muốn dùng cái tính số 6 này thì em đụng đến hạng ma trận. Như vậy em lại phải nhớ cái kiến thức của chương 1, cách tìm hạng ma trận, mình đưa về ma trận bậc thang. À. Lấy ví dụ cho em rõ nè, ví dụ thứ nhất. Trong không gian vector R4, nhớ là chúng ta chỉ làm chuyện này trong cái không gian vector RN thôi. Ở đây N là 4.
trong không gian vector R4 này xét sự độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của các vector sau đây. Người ta cho mình một cái hệ vector. Ở đây là họ cho 3 vector. X, Y, U. Họ hỏi mình là hệ này độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính. Vậy nếu dùng tính chất số 6 thì chúng ta làm như thế nào này? Đây, chúng ta sắp xếp nó lại. Ở đây là mình xếp nó thành các vector theo từng dòng. Thì chúng ta được một cái ma trận A liên kết với cái hệ vector đó. Bây giờ chúng ta muốn biết được rằng là cái hệ vector mà mình đem xét đó, nó độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính, thì chúng ta phải tìm hạng của A. Mà muốn tìm hạng của A thì chúng ta đưa A về ma trận bậc thang. Sau đó chúng ta mới đếm xem là nó có bao nhiêu dòng khác không. Cái số dòng khác không của ma trận bậc thang chính là hạng của A. Bây giờ muốn đưa về ma trận bậc thang thì cái chuyện này rất quen thuộc đối với mình rồi. Mình giữ nguyên dòng thứ nhất. Để thỏa điều kiện ma trận bậc thang thì các cái số khác không đầu tiên của hai dòng dưới này không thể nằm trên cùng một cột với lại cái số, cái phần tử khác không đầu tiên là số 1 này là của cái dòng thứ nhất được. Như vậy phải làm cho số 2 trở thành số 0 và số 3 cũng thành số 0. Như vậy thì em phải làm cái động tác là nhân dòng, lấy cái dòng 2 này trừ đi 2 lần dòng 1. Mục đích là để 2 trừ đi 2 lần số 1 là số 0. Và lúc đó thì này, tính toán ta thấy cái này là số 0. Nhân chỗ này cho trừ 2 thì là trừ 4 cộng vô đây trừ 7. Lấy dòng 2 trừ 2 dòng 1 có nghĩa là nhân dòng 1 cho trừ 2 rồi cộng vào dòng 2 đó các em. Thì chỗ này mình nhân cho trừ 2 ra trừ 6 cộng với 1 chỗ này cho ta được trừ 5 này. Chỗ này nhân trừ 2 thì là số 0 cộng với 1 ở đây ta được số 1. Bây giờ muốn cho số 3 này thành số 0 thì có phải là mình lấy dòng 3 trừ 3 lần dòng 1 không? Nhân cho 3, nhân cho trừ 3 cộng vô đây, đây là số 0. Nhân trừ 3 thành trừ 6 cộng với trừ 1, ta được trừ 7. Nhân chỗ này cho trừ 3 là trừ 9 cộng với 4, các em được chỗ này là trừ 5. Rồi chỗ này nhân trừ 3, trừ 3 nhân 0 là 0 cộng với 1, các em được chỗ này là số 1. Thế đến đây nó cũng chưa được là bậc thang, là bởi vì thế nào? Bởi vì là hai cái phần tử khác không đầu tiên bên trái ở dòng 2 với dòng 3 nó nằm trên cùng một cột là không được. Cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới nó phải nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái ở dòng trên của nó. Vậy thì ở đây chúng ta phải tiếp tục lấy dòng 3 trừ đi dòng 2. Thì trừ thì hai dòng này em thấy nó giống nhau, cho nên khi mà trừ nhau như vậy thì em được số 0. Đó. Đây là bậc thang rồi nè. Thế nhìn vào cái ma trận bậc thang này, ta thấy nó có hai dòng khác không? Vậy ta kết luận rằng hạng của A là 2. Nhưng mà hạng của A là 2 mà số vector mình đem xét là bao nhiêu? Là 3. Như vậy là hạng của A nó nhỏ hơn số vector. Vậy theo tính chất thì mình kết luận là vậy cái hệ này nó phụ thuộc tuyến tính. Đó. Như vậy là chúng ta vừa xét xem 6 cái tính chất phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính. Các em thấy là nếu như mình ngoài cái định nghĩa của một cái hệ vector độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, nếu mình nhớ và sử dụng được một cách khéo léo, linh hoạt các cái tính chất của cái hệ độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính thì mình sẽ giải quyết bài toán nó có hiệu quả, đôi lúc là nhanh nữa. Bài học đến đây là kết thúc. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với cái cơ sở số chiều không gian vector. Mong là các em tiếp thu tốt. Thân ái chào các em. Hẹn gặp các em trong tuần sau.